mới chụp ảnh muốn cái tràm xe bít đấy. Đi vào trong coi, mau mau đi vào trong. Đi đi trước mau, cũng đẹp bạch kết đi. Ba chụp hình anh. Wow. Đoạn lom luôn kìa đây. Sao là lâu. Mấy nhựa năm ngoài lên lên lắm cái này. Chào mọi người nha, và đây là con đường hoa anh đào. Nhưng bây giờ vào mùa thu nên là cái lá nó màu như thế này đây. Rất là đẹp. Thì bên này cũng đẹp mọi người này. Bây giờ bởi vì nó chưa lần lắm nên là những cái cây đỏ nó chưa rụng lá. Em nào quay lắm. Hai. Thật kinh khủng. Rồi. Giờ mình sẽ đi dọc cái con đường này cho mọi người coi. Toàn.
Năm nay thời tiết Busan không có lạnh giống như mọi năm, giống như năm ngoái đi. Bây giờ mình không có cảm giác là phải mặc áo. Hoa vẫn còn nở này, hoa rất là đẹp. Được, chưa cần ăn rồi mà. Ôi, ăn thử đi. Chả khổ. Nhọt đấy. Chua. Đắng đắng cũng chua. Đây là những cây lạc phong màu đỏ rất là đẹp. Năm ngoái mình không có ra được đây, nhưng mà năm nay thì quyết định là sẽ khám phá xem như thế nào. Nhưng không ngờ nó rất là quyến rũ, sexy. Phải nói là tuyệt vời. Đây mọi người có thể thấy này. Nên là Hàn Quốc nó rất là đẹp vào mùa thu, cũng đúng thôi. Ở chỗ này nó đơn giản nha, nhưng mà mình nghĩ là những cái chỗ khác giống như là ở đảo Nam Mi hay là những cái nơi ở miền Trung thì nó đẹp nữa. Đẹp lắm, có nền xếp đi. Cái này hơi to nha, có thể là
Như vậy là cái chuyến đi chơi mùa thu, tạm biệt mùa thu. Giờ sẽ xem lá cây nó rụng nha. Quay chân đoạn, quay quay đi, mau lên. Rụng cho lôi mắt đấy, phải quay được đoạn đẹp chưa? Okay. Chim này, cái loài chim chúng ta học ở trong sách gọi là cái gì nhỉ? Cắt chỉ. Loài này rất là thông minh nha, nó giống như quà đấy. Đây ông làm tổ chim nhá, chim mình vào đây. Này. Đây, khu Hàn Quốc. Rất là thích. Lên 6 hả? Đi qua luôn. Chết rồi. Okay. Đứt luôn lắm. Đây xuống đây. Thằng cái gì đây? Em có đi lên lại anh quay cho hả? Thanh niên đi quay.